Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong video trước, Việt Sử Toàn Thư đã cập nhật tới quý vị những biến động lớn xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, gây xôn xao dư luận. Mới đây nhất, tại Nội Mông Trung Quốc tiếp tục xuất hiện một cảnh tượng kỳ quá hiếm có trong lịch sử, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đáng nói, dị tượng này xuất hiện đúng lúc Trung Quốc đang phải gồng mình với mùa bão lũ, khiến chính quyền Tập Cận Bình đứng ngồi không yên. Vậy rốt cuộc đó là cảnh tượng hãi hùng nào xuất hiện trên bầu trời tại Trung Quốc? Liệu đây có phải là điểm báo về một năm 2022 đầy thiên tai xảy ra hay không? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Trong những năm gần đây, dị tượng ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Vào khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 5 năm 2022, bầu trời ở khu vực biển huyện Phổ Đà, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu kinh hoàng và ánh sáng trắng tiếp tục tỏa ra màu đỏ rất kỳ lạ, giống như một ngày tận thế. Quả đúng là tai này chưa qua, nạn khác đã tới. Mới đây nhất, tại Nội Mông Trung Quốc đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, hiện tượng bất thường này xảy ra đúng vào đợt Trung Quốc đang phải căng mình chống lại mùa lũ lụt, khiến người dân đặt ra dấu hỏi liệu đây có phải điềm báo về một năm đầy biến động của Trung Quốc hay không? Rốt cuộc, dị tượng nào gây rợn xuất hiện trên bầu trời khiến người dân nước này đứng ngồi không yên? Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số dị tượng xảy ra trong thời gian gần đây tại Trung Quốc nhé! Trong lịch sử Trung Quốc có khá nhiều ghi chép về các hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong tự nhiên. Về khía cạnh âm thanh mà nói, một số ghi chép quả thật phi thường kỳ lạ. Ngoài sấm sét, giữa lúc trời quang mây tạnh, còn có cả tiếng trống, tiếng chuông và tiếng nhạc, tiếng ngựa phi, tiếng khóc than, tiếng gió và nước giao tranh. Đi kèm với âm thanh ấy, đôi khi là những cảnh tượng kỳ lạ. Diện tích khu vực mà các hiện tượng này xảy ra cũng khác nhau, quy mô lớn nhất là trải dài qua một số tỉnh. Thời gian chúng xảy ra ngắn được tính bằng phút, trung bình thì là 1, 2 cho đến 10 tiếng đồng hồ. Dài thì có khi đến 1 hoặc 2 ngày, tới hơn 1 tháng. Đáng nói những năm gần đây, tại Trung Quốc xảy ra nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, khó để lý giải được. Những hiện tượng thiên nhiên bí ẩn liên tiếp xuất hiện khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc đứng ngồi không yên. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022 vừa qua, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang xuất hiện dị tượng bầu trời đỏ như máu. Đến tối ngày 11 tháng 5, tại thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến cũng xuất hiện bầu trời đỏ hiếm thấy. Gần như vào cùng một thời điểm, nước sông Nhạc Lý ở huyện Điền Lâm, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây cũng đột nhiên biến thành màu đỏ như máu vậy. Nhìn thấy bầu trời và nước sông biến thành màu đỏ như máu, không ít người cảm thấy kinh sợ và liên tưởng đến họa sát thân, oán khí trùng thiên. Liệu những dị tượng này sẽ mang đến những báo hiệu và gợi mở điều gì cho chúng ta? Sau khi những đoạn video do người dân địa phương quay được lan truyền trên mạng, nó đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là điềm báo dữ sắp xảy ra tai họa đẫm máu, oán khí cao ngất trời. Một số cư dân mạng lo lắng không biết đây có phải là điềm báo trước một trận động đất không. Khi động đất ở Đường Sơn, nửa bầu trời màu đỏ, một blogger trên Weibo cho biết đây là bầu trời máu, nó xuất hiện một lần vào thời nhà Minh. Sau đó, sản lượng ngũ cốc bị giảm sút, không thu hoạch được ngũ cốc và nhà Minh diệt vong. Thấy cuộc thảo luận càng ngày càng nóng, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn, cho rằng đó là ánh sáng đèn của con tàu đánh cá thu đao xa bờ. Đó là một hiện tượng bình thường. Theo Cục Khí tượng Chu Sơn, trời nhiều mây và sương mù vào ngày 7, bầu trời có màu đỏ là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Ánh sáng đỏ có bước sóng dài hơn và có sức xuyên mạnh. Đồng thời, dưới sự tán xạ của chất lỏng, các giọt trong khí quyển, ánh sáng đỏ bị phân tán ra phạm vi xa hơn. Nhưng nguồn sáng đỏ đó hiện tại không rõ ràng, đó có thể là ánh sáng đỏ của một chiếc thuyền đánh cá thu đao xa bờ. Ít ai biết rằng, theo ghi chép lịch sử, vào cuối thời nhà Minh, sau khi hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi, dị tượng bầu trời đỏ như máu đã xuất hiện khắp Thiệp Tây. Xét theo ghi chép của các sử sách trên, thì trời đỏ không phải là điềm lành mà là điềm báo cho vận mệnh của đất nước hay nguy cơ của thiên hạ, tình trạng của quân vương hay sự sụp đổ của chế độ. Ngoài ra, ở dân gian Trung Quốc cũng có những người bói toán tiến hành bói toán cho dị tượng Chu Sơn này. Một blogger về mệnh lý là Tam Đồng Tiền đã đăng rằng ông đã sử dụng bát quái để bói một quẻ cho vấn đề này. Quẻ tượng là Sơn Phong Đổ, quy hồn quái. Ông giải thích, ý nghĩa là con sâu chui vào trong đồ chứa, tiến thoái lưỡng nan. Có thể đối ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc, sơ hào tài động hoa không,
có nghĩa là người dân bình thường về cơ bản sẽ cạn sạch tiền trong vòng 1 năm, ngoại trừ một số ít những người giàu có tiền tiết kiệm. Tam hào chu tước quỷ chiêm vượng có nghĩa là trong 1 năm tới, dù là kiện ly hôn hay kiện kinh tế đều bùng nổ, dịch bệnh hay thiên tai khác trong vòng 1 năm sẽ không thực sự rút lui và kinh tế sẽ không thể phục hồi trong vòng 1 năm. Tứ hào câu trần tài lâm vượng có nghĩa là giá nhà sẽ không giảm trong 1 năm tới, không tăng cũng là tốt rồi. Không loại trừ khả năng, bất động sản cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy GDP. Còn cuối cùng, ngũ hào lâm phụ chiêm không, lục hào lâm ứng vi khuynh, blogger này cười và nói, đây là thiên hào, thiên cơ không thể tiết lộ. Trước đó, vào hôm 15 tháng 4, tờ Jimu News của Trung Quốc đưa tin, ba nơi ở tỉnh Hồ Bắc gồm Lâm Khu Trần Nông Giá, xã Hỏa Thiêu Bình và thị trấn Hạ Gia Bình thuộc huyện Tự Trị, Trường Dương, thành phố Nghi Sương đều có tuyết rơi vào cùng ngày. Trong các video trên Internet, có thể thấy tuyết rơi phủ trắng con đường, mái nhà, nóc xe và đồi núi. Ngoài ba điểm trên, theo video do cư dân mạng đăng tải, tuyết còn rơi ở thôn Nghiêu Trị Hà thuộc huyện Bảo Khang, thành phố Tương Dương, thị trấn Lang Bình thuộc huyện Tự Trị, Trường Dương, thành phố Nghi Sương và huyện Ba Đông thuộc Châu Tự Trị Ân Thi. Tất cả các địa danh này đều nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Người quay video nói, trực tiếp tại hiện trường, bây giờ là hơn 6 giờ sáng, ngày 15 tháng 4 năm 2022, giờ này còn có tuyết lớn. Trong một video khác, người quay clip nói, Hỏa Thiêu Bình tuyết rơi dày đặc là sự thật, mọi người không tin thì đến Hỏa Thiêu Bình mà xem. Cũng có hình ảnh chiếc xe ô tô bị mắc kẹt trên đường, người ghi hình nói, tháng 4 rồi, tuyết rơi lớn quá, xe không di chuyển được. Trước đó hôm 14 tháng 4, trang mạng thời tiết Trung Quốc cho biết, từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại huyện Cư Lộc, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc xuất hiện cầu vồng ngược CZA và mặt trời giả. Hiện tượng này kéo dài trong 90 phút. Nhiều cư dân mạng Weibo nói rằng cũng trong hôm thứ năm vừa qua, hiện tượng này còn được nhìn thấy ở huyện Bách Hương và huyện Khâu thuộc thành phố Hình Đài, huyện Cao Ấp thuộc thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, thành phố Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây và thành phố Xích Phong ở Nội Mông. Ngoài ra, hôm 14 tháng 4 còn có mưa đá với kích cỡ to hơn quả trứng gà rơi ở Châu Tự Trị, Kiểm Tây Nam, tỉnh Quý Châu. Nhà cửa, xe cộ, ruộng đồng của cư dân đều bị thiệt hại. Mới đây nhất, trên bầu trời Nội Mông, Trung Quốc đã xuất hiện những đám mây kỳ lạ trông rõ nét như bông. Cục khí tượng Nội Mông cho biết, đám mây này được gọi là mây trắng sữa và được hình thành do đối lưu không khí và sự xuất hiện của nó thường báo hiệu những cơn mưa bão trong tương lai hoặc thời tiết khắc nghiệt sẽ xảy ra. Cư dân mạng sau khi xem cảnh tượng này đã bày tỏ rằng mây bông được chia thành 3 loại, được phân theo 3 cấp độ. Mây bông đen dấu hiệu gió lạ, mưa đá và bão sắp bao trùm khu vực. Ý kiến khác lại phản hồi, lần đầu tiên nhìn thấy đám mây kỳ lạ này, liệu đây có phải là điềm báo? Ngược dòng thời gian, trước đó vào năm 2012, mây ngũ sắc đã bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc. Người dân nhìn thấy đám mây tại thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào lúc hoàng hôn hôm 5 tháng 6 năm 2012. China Photo Press đưa tin, một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và hiếm này. Khi mặt trời lặn, đám mây khổng lồ nhiều màu biến mất dần. China Daily cho biết, cầu vồng là kết quả của hiện tượng tán sắc ánh mặt trời khi nó khúc xạ và phản xạ qua những giọt nước mưa. Ngược lại, những đám mây có nhiều màu sắc xuất hiện do ánh sáng mặt trời khúc xạ và phản xạ sau khi gặp các tinh thể băng trong mây. Đây là hiện tượng thiên nhiên vô cùng hiếm, ngay cả khi chúng ta so sánh số lần xuất hiện của chúng với cầu vồng lộn ngược. Quả nhiên, sau khi dị tượng mây bông xuất hiện, vào ngày 9 tháng 6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin mưa lũ hoành hành những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 10 người, khiến hàng trăm nghìn người khác phải đi sơ tán và ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 2 triệu người dân ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này. Theo Tân Hoa Xã, những trận mưa như chút từ ngày 1 tháng 6 đã khiến khoảng 286.000 người tại tỉnh nói trên phải đi sơ tán, đồng thời cuốn trôi hoặc gây hư hại nghiêm trọng hơn 2.700 ngôi nhà. Một quan chức tỉnh Hồ Nam cho biết, tính đến ngày 8 tháng 6 đã có 10 người thiệt mạng, 3 người mất tích trong đợt mưa lũ này. Cùng với đó, mưa lớn đã khiến cho mực nước ở các sông hồ trong tỉnh dâng cao đáng kể. Giới chức thông báo, đợt mưa lũ nghiêm trọng trong lịch sử này đã ảnh hưởng tới hơn 1,79 triệu dân trong tỉnh. Hiện toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại trong đợt thiên tai này. Lều bạt, thực phẩm và quần áo đã được gửi tới hỗ trợ người dân địa phương. Lũ lụt xảy ra khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi thường xuất hiện mưa lớn vào mùa hè. Năm ngoái, nước này cũng trải qua một đợt lũ được đánh giá là tồi tệ nhất
trong một thập kỷ với hơn 300 người thiệt mạng tại khu vực miền Trung, trong đó Trịnh Châu là thành phố chịu ảnh hưởng nhất. Theo các chuyên gia khí tượng, mưa lũ nghiêm trọng nêu trên có thể do tình trạng biến đổi khí hậu xuất phát từ hoạt động của con người. Trước mùa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước, cũng như miền Nam Tây Tạng. Mới đây, trên bầu trời Nội Mông Trung Quốc đã xuất hiện những đám mây kỳ lạ trông rõ nét như bông. Cục Khí tượng Nội Mông cho biết đám mây này được gọi là mây trắng sữa và được hình thành do đối lưu không khí và sự xuất hiện của nó, thường báo hiệu những cơn mưa bão trong tương lai hoặc là thời tiết khắc nghiệt sẽ xảy ra. Cư dân mạng sau khi xem những cảnh tượng này đã bày tỏ rằng mây bông được chia thành 3 loại, được phân theo 3 cấp độ: mây bông đen dấu hiệu gió lạ, mưa bão và bão sắp bao trùm khu vực.